Từ hồi trước tới giờ cô đồng hành với kênh Go Food, cô cũng chưa từng thấy từ trường hợp nào mà được ưu ái như con như vậy đây á. Dạ. Cho nên là từ những cái việc đó con phải trân trọng, thấy hiểu ha. Dạ. Tôi cũng nhắc lại số tiền con làm sao sử dụng đúng mục đích thì chữa bệnh. Còn tất cả số tiền này không sử dụng vào mục đích gì khác ngoài chữa bệnh nữa. Dạ. Ví dụ như quê có vấn đề gì đi nữa thì con số tiền này còn không thể sử dụng vào mục đích đó được nữa chưa? Dạ. Tất cả số tiền này mà nó có ngửa của con là để chữa bệnh thôi, con nghe cho rõ kỹ đó. Nếu mà số tiền vậy thì con thấy đủ, con xin không không có xin nữa, con để cho những người giống như bất hạnh hơn con để người ta được cũng như con. Cô Phú xin chào đến cô chú anh chị. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà lưu trú chị Bình ở trên không gian phòng thờ ở trên đây. Thì những ngày qua đó, về cái trường hợp của em Hiếu ở trên kênh đó, thì nói chung đó là mình muốn nói một lời đó là mình cũng tình cờ biết được em Hiếu thông qua anh Thọ, chủ nhà trọ, và sau đó thì mình cũng có xin phép Hiếu để mình chia sẻ về những cái khó khăn của Hiếu khi mà lên trên bệnh viện để mà chống chọi với căn bệnh ung thư. Hiếu cũng có đồng ý, và sau khi mà mình đăng video lên về câu chuyện của Hiếu được rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm, gọi điện đến thăm và động viên tinh thần cho em Hiếu. Và tính tới thời điểm này đó, về cái mặt tinh thần và sức khỏe của Hiếu cơ bản thì nói chung là về tinh thần thì rất rất là tốt. Tại vì Hiếu là cái em này thì em thiếu thốn tình cảm, và sau khi mà nhiều người người ta đến thăm và động viên tinh thần, và em nói là em một cái cảm giác là được y như là một cái ngôi nhà chung, một cái thành viên ở trong một cái căn nhà ấm áp, cái tình thương bao la của tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay đó, mình xin phép là mình công bố cái số tiền những ngày qua mình đã nhận cho em Hiếu, để có những cái khoản tiền để mà em Hiếu có tiền để mà trả tiền bệnh viện, để mà những cái chi phí cho em và những cái tương lai cho em sau này. Và cái khoản tiền này á, thực sự là mình nghĩ là em Hiếu sẽ rất là mừng khi mà nhận được cái khoản tiền. Và thông qua cái video này về cái cách mà GoFood sẽ sử dụng cái khoản tiền cho em Hiếu như thế nào, và có mọi người có ý kiến hay như thế nào, hoặc là nếu mà GoFood có cái hướng mà sử dụng cho khoản tiền cho em Hiếu có một cái tương lai dài hơn kế tiếp, thì mọi người có thể là để ở cái phần bình luận đóng góp ý kiến giùm về cái clip ngày hôm nay. Hiện tại là cũng có một vài bạn ở dưới phòng của em Hiếu để thăm em Hiếu, thì chúng ta sẽ xuống dưới để mà gặp em Hiếu, trao cái tình cảm yêu thương của mọi người đến cho em Hiếu, xem coi em Hiếu là sẽ như thế nào khi mà nhận được cái món quà rất là lớn này, thưa mọi người. Hello. Ủa, nãy giờ lên đầu hả? Đã lên nóc nhang nè. Lên đi. Mai cái này cho Hiếu nè. Ủa? Nó kêu là để cái này cho Hiếu. Nhưng mà kiểu như con nít nó chơi chơi, nó đạp cái nó bung. Mà Hiếu nó có chịu không? Chịu. Chịu à? Nó hôm tối tới giờ nè. Chị. Hồi nãy đó thì mình có gọi điện một cuộc gọi cho anh Thọ nhà trọ đó, thì chắc là máy bận hay là ở khu vực này đang bị mất sóng hay sao mình gọi không được. Chút xíu thì mình sẽ cũng chắc sẽ gặp anh Thọ. Chị Bình, mấy ngày qua là về cái trường hợp của Hiếu ở trên kênh của em đó, thì được rất là nhiều người quan tâm và cũng có gửi tiền cho Hiếu. Thì hôm nay thì em cũng thay mặt mọi người để mà em gửi cho Hiếu, để em đỡ lo về những cái khoản tiền. Đó, thì chắc chút xíu là em sẽ cũng sẽ nhờ chị với lại là anh Thọ cũng ngồi chung với lại Hiếu ha. Để em cũng có một số ý kiến để mà em nhờ anh chị tư vấn giùm về cái khoản tiền. Tại vì khoản tiền nó cũng tương đối lớn ha. Dạ. Mà... để làm gì ta? Tiền của Hiếu thì
ý là cái cách của em để mà em giải quyết cho Hiếu về cái khoản tiền đó, để em chút xíu sẽ nói sao ha. Rồi để có gì để em sẽ gọi điện cho anh Thọ luôn, tại vì ảnh là cũng là cái người đầu tiên mà ảnh giới thiệu Hiếu cho em ha. Dạ. Tại mình phải tôn trọng ý kiến của anh Thọ nữa. Nói chung họ nó cũng lớn, với lại thêm cũng sẽ biết là nên như thế nào cho cái điều tốt nhất cho Hiếu. Không chị, em điện cho Thọ đi. Em điện ha. Ừ, điện đi em. Hiếu nó ôm con này tối chứ giờ nè. Có tường bạn Hiếu về rồi hả chị Bình? Dạ, dạ. Ủa thằng nó cũng lên tường đó hả? Tường. À. Em xin anh Thọ. Nghe nè. Ừ, anh có bên nhà trọ không? Không. Không hả? Đang ở đâu vậy? Có gần nhà chị Bình không? Ừ, em tính hỏi ý kiến anh chút xíu nè, em đang ở trên phòng của anh Hiếu nè, anh chạy qua đây được không? Anh đang ở Bình Giang. Hả? Anh đang ở Bình Giang, anh đứa gì không chạy về? Có. Bên đâu? Ông nói bên đâu? Ở đâu Thọ? Tự nhiên, chứ không chạy về liền. Ừ, về đi Thọ, cần à. Gấp, nói chung cũng cần, có em gấp lắm á. Dạ, dạ, dạ. Rồi, về giùm chị nha. Em vô cổng trước nha. Dạ, đi em. Hiếu ơi. Chào mấy em nha. Chào anh. Mấy anh là coi trên kênh rồi đến thăm Hiếu hả? Coi trên kênh mới tìm đến đây. Mấy em cũng vậy đó hả? Dạ. À, coi trên kênh luôn á hả? Dạ. À, rồi rồi lấy cái số điện thoại ở trên kênh rồi mấy anh gửi qua rồi liên hệ với Hiếu. Dạ. Mấy em là ở quận mấy chạy qua đây? Dạ, bên Tân Phú. Tân Phú hả? Dạ. Cũng xa chứ. Dạ, xa. Là sinh viên hả? Dạ. Em đi làm. Cô em ở xa á, cô em coi được. Ừ. Cho anh hỏi chút xíu là có nghĩa là cô coi hay là mấy em coi? Dạ, cô coi xong rồi cô gửi về cho mấy đứa em. Xong rồi mấy đứa em gửi về tiền về cho mấy đứa em đi qua đây để bồi dưỡng cho bạn Hiếu. Em là chắc là xem tuổi với anh Hiếu à? Dạ, em nhỏ hơn năm Hiếu 2 tuổi. À, sinh viên năm 3 hả? Dạ. Rồi xem rồi có sự đồng cảm gì không, rồi có từ nãy rồi có nói gì cho anh Hiếu, anh có động lực được không? Dạ em mới hỏi thăm thôi. Cảm ơn mấy em nha. Còn anh là ở quận mấy anh? Ở quận 12 mà quê thì ở dưới tỉnh á, dưới An Giang á, nhưng mà lên đây lập nghiệp cho nên coi thấy đồng cảm với bạn này nè. Rồi đến thăm. Dạ. Vậy ha. Tường về rồi hả? Dạ. Tường về. Ờ anh là mới qua luôn, mấy em cũng mới qua luôn hả? Qua nãy giờ cũng đi qua trước. Nãy giờ cũng hơi lâu rồi. Dạ. Đi xuống dưới ông Bú ở dưới á, rồi đâu có tìm đường, rồi mướn cái ông xem đơm dắt đường lên đây. Rồi trước 4 giờ ông dắt về đó, cũng chạy xe gắn máy để dưới á, nhưng mà không biết đường đi. Dạ. Thấy trong hình với lại là ở ngoài sao? Thấy là thấy rồi, thấy bạn này bạn nói chuyện rồi sao? Thấy sao? Dễ thương mà. Thì coi hoài á, coi để cái clip nào ra cũng coi thì vô thấy là biết liền. Cho anh hỏi chút xíu nha. Dạ. Rồi những ngày qua đó là ví dụ như mấy bạn nè, mấy anh, mấy chú nè, rồi mấy cô, mấy bác thì đến thăm rồi gọi điện nữa thì em thấy như thế nào? Ý là cũng như là từ trước giờ mình không nghĩ tới cái việc mà được nhiều người biết đến rồi người ta thương yêu như vậy đó. Dạ. Thì em nghĩ như thế nào? Thấy vui. sao mà nói chuyện với anh thấy ngại ngại, mà nói chuyện người khác thấy tự nhiên, mà sao mỗi lần gặp anh thấy ngại như vậy?
thấy lên hả? Quay quay thấy ngại. Ngại hả? Dạ. Ở dưới bên dì với lại mấy cậu ở dưới quê thì có ai tới nhà liên hệ được không? Dạ có mấy cậu tới nhà để gửi tiền cho dì ở dưới quê. Tiền để gửi lên cho em á. Ừ. Quên nữa, cái tiền hôm qua cô dân cũ gửi đó thì có gửi cho Tường đem về dưới cho dì không? Dạ có anh. Hồi tối là em ngủ bên đây hay ngủ bên anh Thọ? Dạ tối em ngủ đây. Ngủ được không? Quen, cũng... lạ. Dạ lạ, kỳ kỳ. Bên kia ngủ quen. Mấy em có ai quê ở miền Tây không? Dạ em ở Cà Mau. Cà Mau hả? Còn hai em? Dạ ở Cà Mau cũng. Ủa là ba chị em. Ba chị em sao? Ba chị em ruột hả? Hay là bà con? Mà cũng học hết là đều là đang ngang tuổi với nhau là đi học. Em thì lên trường em đi làm. Em sinh năm 99. Cho anh xin khoảng 5 phút thôi nha. 5 phút anh nói chuyện với lại Hiếu nha. Thì cứ ngồi thôi, cứ ngồi nói chuyện chơi thôi nha. Ở đây là căn nhà... căn nhà chắc là mấy em có coi, nhưng mà anh nói lại, đây là cái căn nhà dành cho những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là chiếm khoảng 80% là trẻ em bị bệnh ung thư đang điều trị tại bệnh viện ung bướu. Thì căn nhà này thì hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân, ăn uống tất cả toàn hoàn toàn miễn phí. Căn nhà này tính thời điểm mà căn nhà này hoạt động là tầm khoảng gần 4-5 năm rồi, và dời qua bên đây thì cũng được 2-3 năm rồi. Đó. Thì Hiếu thì thấy chân ướt chân ráo lên đây rồi bệnh tình đó, nên là anh có giới thiệu qua bên đây để mà ở, đỡ tốn những cái chi phí. Và ở đây thì mấy chị cũng chăm sóc cho Hiếu những cái lúc mà ví dụ như vô thuốc. Đó là Hiếu. Còn gia cảnh ở nhà của Hiếu thì chắc mấy em cũng có xem có biết ha. Rồi nhờ các bạn quay phim ngồi kế cái em áo đen đi nha. Kế cái em áo đen đi rồi nói chuyện với Hiếu một chút xíu. Anh nói trong thời gian này đi, rồi chút xíu nữa anh Thọ với lại là chú Thọ với lại cô Bình vô thì anh nói thêm ha. Anh nói về cái việc mà bệnh tình với lại cái việc mà vô thuốc của em đó, thì qua tuần sau này thì như thế nào? Thấy khỏe không ạ? Không, ý là cái hướng bác sĩ qua tuần sau sẽ xử lý về cái bệnh tình em như thế nào á? Dạ thì bác sĩ nói là 12 tuần là vô 4 tô thuốc. Một tô về 3 tuần. Là tuần này là vô 4 ngày, từ 2 tuần sau mỗi tuần 1 ngày. 2, 3, 4, 5 tuần này. Tuần tới nè, ngày mai, tuần sắp tới nè. Tuần sắp tới vô có 1 ngày. Vô 1 ngày xong rồi tuần sau 1 ngày nữa. Ngày đó là ngày thứ mấy? Bác sĩ hẹn thứ ba. Là mỗi tuần là thứ ba là vô thuốc. Thì trong những ngày kia là em ở đây hay là em về quê? Dạ nếu mà khỏe thì em về quê thăm nhà. Dạ. Là trước mắt là trong vòng 2 tuần là họ lên kế hoạch cho em là vậy. Dạ. Rồi từ bữa giờ đóng tiền bạc làm sao này? Bữa giờ thì cái bữa hổm thì em cũng khó khăn rồi, em vô bệnh viện rồi người ta chỉ vô cái phòng công tác xã hội, rồi trong đó cũng có mấy cô chú cho em một phần để đóng viện phí trước. Rồi cho nên bữa giờ em vô thuốc chắc trừ ra. Cái này anh cũng anh cũng xin phép là anh nói thêm về cái vấn đề tiền nha. Bạn này thì ngoài cái việc mà như mấy bạn mấy anh thì đến thăm thì cũng có tặng quà, ví dụ như là bánh trái rồi sữa nè, những thực phẩm nè, hoặc là có người thì họ tặng tiền, tại vì biết bạn này thì đang khó khăn đó. Thì với những cái khoản tiền mà mình không có nghĩ tới mà mọi người tặng mấy hôm nay đó, đó thì em có sự sắp xếp gì về những khoản tiền đó, về những cái chi tiêu những khoản tiền đó như thế nào? Anh nói ví dụ vậy thôi. Thì em giữ để em trị bệnh, tại bệnh em cũng trị lâu dài chứ không phải là trị 1-2 tháng.
nên giữ lại để trị bệnh. Có giải quyết chuyện cá nhân gì không? Dạ, nếu... Em có thiếu nợ nần riêng của em gì không? Dạ thì bữa hổm ở dưới quê em có thiếu, hôm qua có cái cô... Cô Dân. Cô Dân trả cho em rồi, cho nên em giữ để em... Em trị bệnh. Gọi là phòng thân đi ha. Dạ. Rồi cái... Có liên quan gì tiền bạc hay là khúc mắc tiền bạc gì với cậu với lại gì ở dưới quê không? Hay là bất cứ liên quan gì ở dưới Bến Tre không? Dạ không, thì tiền cô chú cho thì em giữ em trị bệnh chứ em không có gửi ai hết. Em tự em giữ. Cái ngày đầu tiên mà anh gặp em á là lúc đó là hình như trong túi em còn 2 triệu hả? Dạ. 2 triệu. Thì chủ yếu là hỏi để mà biết, để mà em coi có cái sự sắp xếp hoặc là biết để mà có tiền, để mà mình biết để mình lỡ bệnh tình mình có tiền để mình sử dụng. Dạ. Thì hỏi vậy để mà anh với mọi người yên tâm ha. Rồi thì có mặt anh Thọ đây với lại chị Bệnh đây, tại vì hồi đầu clip mình cũng có nói mình và mọi người biết được Hiếu thông qua anh Thọ. Anh Thọ thấy trường hợp của Hiếu khá là khó khăn, thì anh Thọ mới liên hệ ở trên kênh để mong là có thể là giúp đỡ phần nào cho Hiếu vượt qua những cái khó khăn. Thì còn riêng chị Bình, thì chị Bình thì mọi người cũng biết rồi, chị Bình cũng có đồng hành cùng với là ở trên kênh bất cứ hoàn cảnh nào khi mà GoFood nhờ chị Bình. Rồi ngày hôm nay thì Hiếu về ở nhà lưu trú đây, thì chị Bình thì cũng là người quản lý ở đây, nên mà mình cũng xin phép là nhờ chị Bình và anh Thọ có thể là chia sẻ chút xíu về những cái chuyện mà những ngày qua mà Hiếu ở đây, với lại là đặc biệt là những cái khoản tiền ha chị. Những ngày qua thưa với anh Thọ đó thì khoảng cái số tiền mà Mạnh Thường Quân gửi cho Hiếu á, tương đối là cũng nhiều, tương đối là nhiều. Và tại sao em nhờ anh với lại chị Bệnh đây thì em cũng có cái hướng và cũng như là cái cách tốt nhất để mà sử dụng cái khoản tiền đó, nên là nhờ anh Thọ với lại chị Bình góp ý kiến giùm ha. Nhưng mà trước mắt thì anh sẽ đọc cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân gửi cho em nha. Dạ. Đây là một hàng loạt cái tên và cái khoản tiền mình in ra, mình photo ra luôn mọi người, là 3 tấm luôn. Rất là nhiều luôn ha. Với lại hồi sáng này đó thì cũng hơi trục trặc về việc photo. Đi hai nơi mà có một chỗ bị cúp điện, chỗ thì đông người quá, tới chỗ thứ ba mình mới in photo được. Và sẵn video ngày hôm nay đó thì cũng xin phép là ví dụ như cô chú anh chị nào ở đâu mà có biết chỗ bán máy photo á, hoặc là những cái photo nào mà họ thanh lý đó, thì liên hệ ở trên kênh giùm để mà mình có thể là mình sử dụng những cái máy đó để tiện cái việc những việc như vậy ha. Và bây giờ anh xin phép là anh công bố cái khoản tiền ha, tính tới thời điểm này là gửi tặng cho em nha. Cái khoản tiền đó là tổng cộng là bây giờ là tính tới thời điểm là ngày hôm qua nha, là 323.683.000. Dạ. 323.683.000. Quá khủng, quá tốt. Nó cái danh sách đó thì mình sẽ đọc sau, thì bây giờ mình sẽ nói về cái khoản tiền của Hiếu nha. Đối với Hiếu đó thì bây giờ là gọi là cũng không còn cha, không còn mẹ, còn ngoại vừa mới mất, rồi thêm nữa gì thì khó khăn. Nói chung là Hiếu bây giờ cũng lẻ loi, và cũng như là còn cái tuổi đời nó cũng còn trẻ đó anh Thọ. Nó về cái khoản tiền này, nếu mà đưa mà cái khoản tiền này nguyên cho Hiếu đó thì thực sự là nói chung là nó cũng khó xử cho em, tại vì phần đông mọi người gửi tiền đó thì họ nói là nhờ em sẽ giữ lại một ít cho Hiếu, và y như của Long vậy đó, dành cho cái sức khỏe của Hiếu và cái tương lai của Hiếu. Nhưng mà em cũng báo với Mạnh Thường Quân đó là em không thể nào mà em giữ trong suốt khoảng thời gian dài. Có dịp đó thì em xin phép là em đi xuống dưới Bến Tre để mà em gọi là em hỏi thăm về cái cuộc sống của Hiếu ở dưới, và cái tình hình sức khỏe của Hiếu mà kiểu mà cảm thấy mà ổn định, và coi như là em biết cái định hướng cái khoản tiền
thì trong một thời gian ngắn chú sẽ anh sẽ gửi cái khoản tiền trọn vẹn lại cho em. Dạ, như chú vậy. Chú sao con? Nói vậy con là cực có quyết định. Ý là chú xin nói vậy á, ý con làm sao? Con là có nghĩa là bây giờ là ý của anh á là bây giờ cái khoản tiền đó là 323.683.000. Thì trước mắt anh sẽ đưa em cái khoản tiền đó là 73 triệu, còn lại 250 triệu anh sẽ giữ cho em. Ví dụ như tới kỳ mà họ kêu đóng tiền hoặc là cần những cái khoản tiền lớn đó thì cái khoản tiền này anh sẽ trích ra cho em mỗi lần là 50 triệu. Vậy thì là 5 lần. Còn nếu mà trong cái thời gian mà sức khỏe của em ổn định, ý anh nói là trong vòng chuẩn 3 tháng thôi mà em cảm thấy mà ổn định khỏe và cái hướng mà em cũng biết là em biết nên sử dụng đúng mục đích á, thì anh sẽ đưa toàn bộ lại số tiền em là 250 triệu. Ý là chú xin muốn tính cái hướng tốt vậy cho con. Dạ. Con có đồng ý hay không? Nói chung là con cũng lớn rồi, cái này cũng quyền quyết định từ con nữa. Dạ. Ý là chú xin tính góp ý như vậy. Dạ. Nhưng mà quan trọng ở con là con có cái đồng ý là cái cách như chú xin nói hay không, hay là con muốn giữ ơn hay là sao đâu, con nói cho mọi người biết chứ ha. Dạ, nếu vậy thì nếu mà bệnh của con thì cũng lâu dài mà cái này thì cũng số tiền lớn. Cứ nói đi, cứ nói. Dạ. Thì nếu mà số tiền vậy thì con trị bệnh cũng có thể là cũng là được á. Nếu vậy thì con xin con giữ, tại con cũng lớn con giữ tiền được. Dạ. Ok. Dạ. Rồi. Rồi, bây giờ thì anh xin phép là anh đưa trước cho em là 73.700.000. Còn lại 250 triệu, ngày mai anh sẽ trả lời với em. Tại vì khoảng 80% thì khi mà người gửi đến em á, thì họ dặn là anh nên giữ lại cho em khoảng thời gian. Cái thứ nhất là anh chưa biết về gọi là trong gia đình em như thế nào ha. Đó. Cái thứ hai nữa thì hiện tại là bây giờ thì cái câu trả lời đó thì anh sẽ báo lại cho Mạnh Thường Quân nha. Ừ. Chú xin cho anh xin ý kiến nè. Ừ. Với số tiền cơ gọi con đến hồi này hôm nay là 323 triệu. Cho 320 triệu đi, 323 triệu đi. Thì con cảm thấy cái số tiền đó là cũng là rất là lớn rồi. Thì có duyên của con á, đến nặng đến đó con thấy đủ thì con có thể là nhường cái đó cho người khác đi. Dạ. Chứ đừng có nặng nhiều quá nữa, cái số tiền biết không biết bao nhiêu là đủ. Nhưng mà có duyên mình cảm thấy mà đủ được thì mình đủ. Để cho chú xin chia sẻ cho bớt những hoàn cảnh khác. Dạ. Chứ giờ đưa con Nam quên là chỉ đủ, mà chắc có lẽ là đủ là không biết bao nhiêu là đủ. Đúng rồi anh. Đủ đó là không biết bao nhiêu là đủ. Nhưng mà có duyên một câu nhận đó được rồi, được cho phước của mình đó đủ rồi. Mình cảm thấy đủ là đủ. Dạ. Mình có thể mình san sẻ bớt những hoàn cảnh còn khó khăn, người kia còn khó khăn hơn nữa. Để là con như nào nói cho chú xin biết đó rồi. Chứ còn chú thấy cũng thấy thấy như là đã đủ rồi. Duyên phước mình cái đó là đủ rồi. Thì mình, thì chú xin là để nhường hoàn cảnh khác. Dạ, nếu vậy thì con cứ nói đi. Nếu vậy thì con thôi con ngưng xin ngưng. Tại số tiền nó cũng lớn, với lại cũng nhiều người cần được hỗ trợ giống như con. Nếu mà sau này mà bệnh con ấy thì con xin để hỗ trợ thêm. Còn nếu mà thì thôi con nhường cho người khác. Dạ. Thôi thì anh có câu trả lời ở đây như thế này đi. Hồi nãy chị anh nói chung là cái việc mà hỏi ý kiến Mạnh Thường Quân á, thì ngày mai hỏi thì nó cũng có câu trả lời rồi. Tại vì nãy anh cũng có nói là 80% là Mạnh Thường Quân sẽ nhờ anh giữ hộ khoảng một phần, giữ lại khoảng hơn 60% cái khoản tiền này là như vậy. Tại vì chị Bình biết đó, thì Mạnh Thường Quân có người này người kia, có người lao động cũng có,
ở tất cả những tầng lớp trong xã hội cũng có, nhưng mà cái tình yêu thương yêu dành cho Hiếu nên là họ gửi tặng, thì họ muốn sử dụng đúng cái mục đích cái khoản tiền đó, nên là nhiều khi là cái Hiếu nó còn trẻ người non dạ, cầm cái khoản tiền này lớn nó sẽ có những cái bị những cái tác động. Nên là trước mắt là anh xin đưa em là 73.700.000, và anh sẽ tiếp tục xem về cái sức khỏe của em như thế nào để mà anh đưa cái khoản tiền còn lại trong cái thời gian gần nhất, chứ không phải kéo dài như của Long, tại vì cái bệnh tình của Long nó khác và gia cảnh của Long nó khác, cái sức khỏe của Long nó khác. Long là không có điều trị bệnh, còn như Hiếu là điều trị. Mỗi lần anh sẽ đưa em là 50 triệu mà phải đúng là tình hình sức khỏe của em. Còn trong vòng, anh nói ví dụ nha, trong vòng từ đây tới Tết mà tình hình sức khỏe của em ổn và anh có thể là gặp bác sĩ riêng bên điều trị của em mà cảm thấy là ok. Và hồi nãy anh cũng xin nhắc lại, đây là lần thứ ba anh cảm thấy em chín chắn và cũng như là biết quyết định và sử dụng cái khoản tiền chính đúng, thì anh sẽ trao toàn bộ cho em. Nói là như vậy. Nói chung con ở đây á, là cô cho con ở rồi chăm sóc con trong những ngày con vô thuốc, chứ còn vấn đề tiền bạc của con là cô không có ý kiến gì luôn á. Mà thật sự với cái số tiền lớn như vậy á, thì cô nghe thì cô thấy rất là lớn, nhưng mà không biết là nên như thế nào cho nó phải, tại vì con cũng còn khá trẻ. Thì thôi, cái đó vô cái quyết định của phía các quý mạnh thường quân đi. Chứ còn cô, vấn đề tiền bạc cô nói với con ngay từ đầu là cô không có quan tâm tới chuyện tiền của con. Anh Thọ có ý kiến gì với cái quyết định của tất cả? Ý kiến thì giờ nó cũng như vậy bình đây. Rồi biết là có lớn có sự lựa chọn của nó, mình giờ mình giữ lại thì nó không mấy rất không vui, mình cũng không biết làm sao nó sao giờ. Thì nó ý là muốn nhận một lần, nhưng mình giờ mình nói là thôi để chú xin giữ lại thì nó là nó cách mình để thôi. Không mà nói chung là nhận một lần á thì mình cũng thấy lo. Nhưng mà nó muốn vậy mà mình không có làm theo ý kiến của nó thì nó cũng buồn. Đúng rồi. Đúng không con, buồn không? Buồn lắm. Anh cũng đã chuẩn bị cái khoản tiền rồi. Tiền thì anh đã nhận, anh đã chuẩn bị hết để cho em hết rồi. Nhưng mà thật, nếu mà bạn này có người mà người thân á, ví dụ còn cha hoặc mẹ, hoặc là đủ cái sự tin tưởng á, thì mình sẽ nhờ ba mẹ của các bạn này đứng ra để mà có thể là quyết định. Còn như bạn này, thực sự là mình cũng chưa biết về nhiều về ở dưới quê gặp gì, hoặc là gặp mấy cậu. Rồi thật sự là anh em mình mới biết nhau chưa được tuần nay, đúng không? Chưa được tuần phải anh Thọ? Đúng rồi. Chưa được tuần nay. Hay là hôm nào mình rảnh mình tổ chức về mấy mẹ và mấy anh em về quê. Để cho đó. Mạnh Thường Quân á, người ta biết thêm rồi sẽ có quyết định nha. Ở đây đi, từ từ đi, rồi tiếp xúc với lại ở trong bệnh viện đi, rồi biết cái bệnh tình của mình. Nên là em sẽ trân trọng những cái biết là cái khoản tiền mình nên sử dụng vào cái mục đích gì. Tại vì cái bệnh này nó lâu dài lắm chị Bình, nó lâu dài. Mình xin phép được đọc tên và cái khoản tiền các ân nhân, các mạnh thường quân gửi cho Hiếu trong cái khoảng thời gian vừa qua. Rất là dài nha mọi người. Mọi người mở cái âm thanh lên cho nó to chút xíu, rồi để mà nghe có cái tên mình ở trong đây nha. Tổng cộng cái danh sách này tính tới thời điểm ngày hôm nay thôi, đó là mình đã nhận đó là 209 mạnh thường quân, trong cái danh sách là 323.683.000. Thì anh xin phép anh đọc trước rồi em cảm ơn nha. Rồi anh sẽ đưa em là 73.700.000 nha. Thứ nhất là chị Tường, chị Mẫn và anh Nhật ở Úc là 20 triệu. Thứ hai là chị Thu ở Úc là 10 triệu. Thứ ba là Ni Sư ở Úc là 10 triệu. Thứ tư là anh Hải ở Canada là 10 triệu. Thứ năm là cô Xuân Lan ở Cali, Mỹ, 300 đô la Mỹ, 7.279.000. Thứ sáu là anh Vũ Nguyễn ở Mỹ, 4.745.000. Thứ bảy là cô Uyên ở châu Âu, 300 euro, 7.797.000. Thứ tám là chú Huê ở Mỹ, 5 triệu.
Thứ 9 là một chị giấu tên ở Cali, Mỹ là 5 triệu. Thứ 10 là chú Phạm Minh An ở Úc 5 triệu. 11 là cô Huệ Hằng ở Úc 5 triệu. 12 là chị Tuyết Vân Nguyễn ở Mỹ 200 đô la Mỹ là 4 triệu 812 ngàn. 13 là cậu Phù Nỉ ở Mỹ 4 triệu 7. 14 là anh Tàu Việt Trung ở Úc 3 triệu. 15 là dì Hương ở Mỹ quê ở Bến Tre là 4 triệu. 16 là chị Giang ở Canada 300 đô Canada 5 triệu 370 ngàn. 17 là anh Bùi Đình Nay ở Seattle ở Mỹ là 4 triệu rưỡi. 18 là chị Tố Nga ở Seattle ở Mỹ là 500 ngàn. 19 là chị Kim ở Úc 4 triệu 629 ngàn. 20 là cô Tiết Hoa ở phường 2 quận 10 200 ngàn. 21 là chị Thanh Xuân ở quận Tân Phú 500 ngàn. 22 chị Tường ở phường Long Khánh Đồng Nai 3 triệu. 23 là chị Ngắn ở Đồng Tháp 500 ngàn. 24 là chị Minh Anh ở Vũng Tàu là 1 triệu. 25 là cô Bạch ở quận Tân Phú 500 ngàn. 26 là chị Thủy ở thành phố Hồ Chí Minh 500 ngàn. 27 là 3 người ở Đồng Tháp, gồm có là anh Bảy Nắm 200 ngàn, anh bạn của anh Bảy Nắm là 100 ngàn, anh Bảy Đẻo là 100 ngàn, thì tổng cộng là 3 người này là 400 ngàn. Mình đọc tiếp là danh sách thứ 28 là cô Tất Diễm Lan ở Úc 1 triệu, 29 là anh Trương Công Hạnh ở An Giang là 1 triệu, 30 là chú Tuấn Nhung ở Mỹ Tho, Tiền Giang 1 triệu, 31 là Nguyễn Thị Trung, số nhà là 71, Tràng Bạch, Mạo Khê, Quảng Ninh 300 ngàn, 32 là chị Nguyễn Thị Kim Ngân ở đường Phạm Hữu Lầu, Phước Kiển, Nhà Bè 500 ngàn, 33 là cô Đào Ngọc Hạnh ở Phú Nhuận 500 ngàn, 34 là cô Huệ Tịnh ở Đồng Tháp là 1 triệu, 35 là anh Nhân ở quận 7 là 300 ngàn, 36 là chị Mai Thị Kim Loan ở quận 6 500 ngàn, 37 là chị Trịnh Hồng Yến ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh là 1 triệu, 38 là Trịnh Đăng Khoa ở quận 7 500 ngàn, 39 là chị Trang Nguyễn ở Đà Nẵng 500 ngàn. Rất là dài luôn. 40 là cô Hoa ở Tân Bình là 500 ngàn. 41 là anh Hiếu ở Vũng Tàu 1 triệu. 42 là chị Hiếu ở Cần Thơ 300 ngàn. 43 là anh Mẫn ở Bạc Liêu 1 triệu. 44 là một chú ở Nha Trang là 2 triệu. 45 là chị Trang ở Bình Tân 500 ngàn. 46 là anh Quỳnh Thế Vinh Phúc ở Hội An, Quảng Nam 2 triệu. 47 là một chị ở xã Đức Hòa Đông, huyện Bến Lức, Long An 1 triệu. 48 là chị Ngôn ở Bình Dương là 1 triệu. 49 là anh Nguyễn Thanh Tùng ở Hồng Ngự, Đồng Tháp 2 triệu. 50 là cô Trần Thị Định ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định 500 ngàn. 51 là cô Mã Bích Tuyết ở Vĩnh Long 500 ngàn. 52 là chị Diệu ở Long An 1 triệu. 53 là cô Phượng ở An Giang là 500 ngàn. 54 là chị Kim Yến ở phường 10 quận 8 là 1 triệu. 55 là chị Lý ở xóm 12 xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình 300 ngàn. 56 là chị Ngọc ở quận 7 1 triệu. 57 là chị Lan ở Tân Bình 2 triệu. 58 là nhà hàng Nghiêm Hiệu ở Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An 1 triệu. 59 là Zalo Peter 1 triệu. 60 chị Kim Trúc ở Châu Thành, Bến Tre 500 ngàn. 61 chị Nga ở Đà Nẵng 1 triệu. 62 chị Hằng ở Đồng Nai 1 triệu. 63 là chị Phạm Úc Định ở Thanh Hóa 500 ngàn. 64 là chị Thủy ở thành phố Hồ Chí Minh 500 ngàn. 65 là chị Dương Thị Lệ Huyền ở Châu Thành, Bến Tre 500 ngàn. 66 là cô Ngọc Thanh ở quận 8 500 ngàn. 67 là chị Thủy ở Dĩ An, Bình Dương 500 ngàn. 68 là chị Ngô Thúy Hà ở Hà Nội 500 ngàn. Chị Ngô Thúy Hà này hình như là cái chị mà tặng dù á. Dạ. 69 là chị Giang Lý ở Bình Phước là 1 triệu rưỡi. 70 là cô Nho ở Đà Lạt 400 ngàn. 71 là cô Mã Thị Tư ở Gò Công, Tiền Giang 1 triệu. 72 là bà Út ở Cần Thơ là 500 ngàn. 73 là cô Võ Thị Hậu ở Bình Chánh là 2 triệu. 74 là chị Lê Thị Ngọc Loan ở Quỳnh Văn Bánh, phường 13, quận Phú Nhuận là 500 ngàn. 75 là chị Lý Thị Thanh Huyền ở Long An 2 triệu. 76 là anh Hoàng vé số 300 ngàn. Vé số người ta tặng cho con đấy. Thường hả? Dạ, bố chú đó có điện thoại. Dạ. Vé số mà không biết là đại lý vé số hay là bán vé số không biết. 77 là anh Hùng ở Củ Chi là 2 triệu.
78 là anh Hiệu ở Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp là 500.000. 79 là thầy Đặng Văn Nhiệt ở Cai Lậy, Tiền Giang là 1.500.000. 80 là chị Phương Trần ở thành phố Hồ Chí Minh là 1.000.000. 81 là chị Thư ở Gò Vấp là 100.000. Thứ tự thuế 82 đó là Trần Thị Diễm Trinh ở Tân Phú là 200.000. 83 là chị Trần Thị Kim Nguyên ở Gò Vấp là 100.000. 84 là cô Bằng ở thành phố Hồ Chí Minh là 200.000. 85 là cô Anh Nguyễn và hai người bạn ở Úc đó là 3.875.000. 86 là cô Lê Thị Bé ở Cần Thơ là 2.000.000. 87 là chị Vân Đào ở Mỹ là 1.000.000. 88 là chị Phước ở Tân Nguyên, Bình Dương là 500.000. 89 là cô Hồng ở Phú Nhuận 500.000. 90 chị cho em một cái mic nha chị Bình. Đây, sợ cái mic gắn chị Bình cái là làm nghe thêm. Để mình đọc tiếp nha. Mình xin phép đọc tiếp nha, mọi người thông cảm nha. 90 đó là chị Ngọc Đức ở Trần Thái Tông, phường 15, quận 10, 500.000. 91 là chị Mỹ Linh và anh Nam ở Mỹ, 2.375.000. 92 là chị Loan Đào, 500.000. 93 là chị Lan ở Mỹ, 1.000.000. 94 là một anh giấu tên ở xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Nguyên, Bình Dương, 1.000.000. 95 là chị Nguyễn Thị Phượng ở Đài Loan, 1.000.000. 96 là chị Quỳnh Ánh ở Bắc Cali, Mỹ, 1.000.000. 97 là cô Sương ở Bình Dương, 500.000. 98 là Facebook Phương Phan ở Vũng Tàu, 1.000.000. 99 là chị Quỳnh Thi Tho ở Bình Lợi, Bình Thạnh, 1.000.000. Thứ tự số 100 đó là một anh ở phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, 1.000.000. 101 đó là cô Cẩm ở Bình Thạnh, 3.000.000. 102 đó là cô Liên, 36 là 1.000.000. 103 đó là anh Phạm Ngọc Thanh ở Châu Thành, Bến Tre, 500.000. 104 là vợ chồng Nghị Tùng ở Ninh Thuận, 1.000.000. 105 đó là Facebook Lý Nghĩa Phạm Hoài Lý ở Hạ Long, Quảng Ninh, 1.000.000. 106 đó là chị Lương Thu Hà ở Hạ Long, Quảng Ninh, 500.000. 107 là cô Ngô Thị Rồng ở thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp, 500.000. 108 đó là cô Ba ở tỉnh Lộ 10, quận Bình Tân, 500.000. 109 đó là chị Linh ở Quảng Ngãi, 1.000.000. 110 đó là chị Trang ở Cai Lậy, Tiền Giang là 1.000.000. 111 đó là cô Lan ở thành phố Hồ Chí Minh, 400.000. 112 đó là bà Dung ở Bình Thạnh là 1.000.000. 113 đó là chị Nguyễn Thị Thu Trang. Chị Nguyễn Thu Trang, xin lỗi, chị Nguyễn Thu Trang ở Châu Đốc, An Giang đó là 500.000. 114 đó là chị Minh Minh ở Vũng Tàu, 3.000.000. 115 đó là Nhã ở Long Trường, Thủ Đức là 500.000. 116 đó là chị Diễm ở quận 5, 500.000. 117 đó là chị Dương Thị Thấm ở Bình Dương, 2.000.000. 118 đó là chị Hồng và bé Ba ở quận 7, 1.000.000. 119 đó là chị Thủy ở Phú Mỹ Hưng, quận 7 là 1.000.000. 120 đó là anh Dũng ở quận 7 là 1.000.000. 121 chị Đỗ Thị Thanh Thảo ở Đồng Nai là 200.000. 122 đó là bà nội của Phan Tiến Minh ở Gò Công, Tiền Giang là 1.000.000. 123 đó là một chị ở Hóc Môn là 1.000.000. Đọc cũng gần phân nửa rồi đó. Tiếp tục mình đọc nha, mọi người chú ý để mà nghe cái tên của mình nha. 124 đó là cô Hồng ở Gò Vấp là 1.000.000. 125 đó là chị Anna ở Huế, 500.000. 126 đó là chị Huệ ở Phan Thiết, 500.000. 127 là chị Thảo ở Kiên Giang, 300.000. 128 đó là chị Phương ở Bình Thuận, 300.000. 129 đó là chị Trần Hằng ở quận Tân Phú, 2.000.000. 130 là chị Thủy ở Củ Chi là 1.000.000. 131 đó là chị Kim Ngọc ở Định Quán, Đồng Nai, 1.000.000. 132 đó là anh Nguyễn Hoàng Sang ở số là 133, khu Long Sơn, phường Long Bình, Thủ Đức, quận 9 là 1.000.000. 133 là chị Thủy ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, 500.000. 134 đó là cô Lê Thị Phượng ở Bình Chiểu, Thủ Đức, 2.000.000. 135 đó là anh Phúc ở Bình Mỹ, Củ Chi là 1.000.000. 136 là chị Nguyễn Thị Mảnh ở quận 4, 2.000.000. 137
là chị bé Năm ở Cần Thơ 1 triệu, 138 đó là anh Trương Quốc Thái ở Vĩnh Long 3 triệu, 139 đó là chị Úc Trinh ở quận 3 500 ngàn, 140 đó là chị Linh ở quận 3 200 ngàn, 141 đó là chị Diệu Hòa ở Đà Lạt 2 triệu, 142 đó là anh chị Trung Thúy ở Mỹ, 100 đô la Mỹ là 2.396. 143 đó là cô Yến ở Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp 2 triệu. 144 là nhóm của các cô Hoa ở Nhà Bè 800 ngàn. Nhóm của cô Hoa ở Nhà Bè 800 ngàn. 145 là chị Như Hà ở Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, 300 ngàn. 146 đó là em Trang Nguyễn ở bang Maryland, ở Mỹ là 2 triệu. 147 đó là anh Thọ ở quận 8 là 2 triệu. 148 là chị Thanh Thủy ở Bình Thạnh là 1 triệu. 149 là chị Trần Thủy ở Cần Thơ là 1 triệu. 150 là chị Nguyễn Thị Nhất ở Bà Rịa là 1 triệu. 151 là chị Giang ở quận 3 500 ngàn. 152 đó là gia đình Hoàng, Châu, My, Khang ở Bình Dương 400 ngàn. 153 là Trần Thị Mỹ Nhân ở Kiên Giang 500 ngàn. 154 là cô Lê Thị Ái Việt ở Kiên Giang 500 ngàn. 155 là chị Thanh ở quận 9 là 200 ngàn. 156 là anh Trần Công Hiếu ở quận 8 là 2 triệu. 157 là chị Quỳnh Hồng Ân ở Đà Nẵng là 500 ngàn. 158 là chị Châu ở quận Phú Nhuận là 500 ngàn. 159 là chị Nguyễn Thanh Loan ở Cà Mau 200 ngàn. 160 là Đặng Thị Ngọc Nữ ở Bình Thuận 500 ngàn. 161 là chị Trinh ở Mỹ 2 triệu. 162 là chị gái ở Tây Ninh 1 triệu. 163 đó là anh Quang ở Mỹ, 100 đô la Mỹ là 2 triệu 4, 26. 164 đó là một chị ở Vĩnh Long 200 ngàn. 165 đó là chị Nguyễn Ngọc Thanh và chị Nguyễn Ngọc Phượng ở Đức 1 triệu. Rồi cái danh sách này là chuẩn bị hết rồi nha Hiếu, là anh đọc nha. Mình đọc, tiếp tục đọc nha. Thứ tự là 166 là cô Mai Nguyễn ở Mỹ, 100 đô la Mỹ là 2 triệu 4, 26. 167 là chị Nguyễn Hồng Tươi ở Bình Dương 1 triệu. 168 là chị Bùi Thị Xuân Hương ở Đồng Nai là 1 triệu. 169 là chị Nhung ở Mỹ là 2 triệu 4. 170 đó là bà Võ Thị Mên ở Long Thành Đồng Nai là 3 triệu. 171 đó là chị Thi ở Úc là 2 triệu. 172 là chị Như ở Gò Công, Tiền Giang là 1 triệu 2. 173 là cô Ánh ở Hà Tiên, Kiên Giang là 2 triệu. 174 đó là YouTuber Hà Lê, Cuộc Sống Mỹ, 100 đô la Mỹ là 2 triệu 4, 26. 175 là chị Nguyễn Thị Hồng Trang ở Nha Trang, Khánh Hòa là 500 ngàn. 176 là một chị giấu tên ở Thành phố Hồ Chí Minh là 1 triệu. 177 là cô Tuyết Hồng ở Tân Phú là 500 ngàn. 178 là thầy Thiện An ở Long An 1 triệu. 179 là người gửi có nội dung là An Triết là 1 triệu. 180 là anh Hiển và chị Hy ở Cà Mau là 500 ngàn. 181 là cô Đỗ Thị Chiên ở quận 12 500 ngàn. 182 là chị Võ Ngọc Anh Thư ở Biên Hòa Đồng Nai 500 ngàn. 183 là cô Ngô Thị Ngọc Anh ở Biên Hòa 1 triệu. 184 là chú Kiệt ở Nhân Trạch Đồng Nai là 1 triệu. 185 là cô Thu ở Mỹ là 1 triệu 2. 186 anh Nguyễn Tiến Cảnh ở Nha Trang 500 ngàn. 187 anh Lê Thành Bắc ở Bình Tân 500 ngàn. 188 anh Nguyễn Văn Tám ở Ba Vì Hà Nội 1 triệu. 189 chị Võ Ngọc Phương Loan ở Bình Phước 500 ngàn. 190 chị Phượng ở Thoại Sơn An Giang 500 ngàn. 191 chị Thúy ở Bà Điểm Hóc Môn 1 triệu. 192 chị Kaylee ở Cali Mỹ 2 triệu. 193 anh Đàm Quang Trường ở Úc 1.557.000. 194 anh Hiệp ở Mỹ 100 đô la Mỹ là 2.426. 195 chị Kim Phạm ở Mỹ 100 đô la Mỹ là 2.426. 196 cô Anh Nguyễn ở Mỹ 100 đô la Mỹ 2.426. 197 anh Hùng Nguyễn ở Mỹ 50 đô la Mỹ là 1.213.000. 198 là anh Phú Trần ở Mỹ 300 đô la Mỹ là 7.279.000. 199
chị Kim Thùy ở Đức Hòa, Long An 1 triệu. Danh sách thứ 200 đó là cô Mai ở Huế 300 ngàn. 201 chị Trung Hồng Nga ở quận 12 là 1 triệu. 202 đó là cô Sương ở Tân Bình 2 triệu. 203 là chị Nguyễn Thị Hải ở Củ Chi là 1 triệu. 204 là anh Trần Minh Hùng ở Bình Dương 500 ngàn. 205 là người gửi Nguyễn Văn Ngô hay là Nguyễn Văn Ngô, tại vì gửi thì không có để dấu, mình xin đọc là lúc mà chữ gửi nha. Nguyễn 205 là người gửi Nguyễn Văn Ngô ở Vĩnh Thạnh Cần Thơ là 500 ngàn. 206 là người gửi vào lúc là 20 giờ 27 phút tối ngày 15 tháng 9 là 100 ngàn. 207 là một người gửi vào lúc là 11 giờ 27 trưa ngày 15 tháng 9 với cái nội dung là gửi em Hiếu, mong em được khỏe mạnh. Người này gửi là 500 ngàn. 208 là người gửi vào lúc 20 giờ 39 tối ngày 14 tháng 9 với cái nội dung là gửi em Hiếu 22 tuổi bị ung thư là 600 ngàn. Và cuối cùng nha, 209 là người gửi vào lúc 22 giờ 39 phút tối ngày 14 tháng 9 với nội dung là ủng hộ em Hiếu 22 tuổi 200 ngàn. Xin phép là mình đọc tất cả cái danh sách tổng cộng lại là 323.683.000. Thì hồi nãy anh có nói là anh gửi cho em cái số mà gọi là anh tạm gọi là cái số lẻ đi ha, là 73 triệu 700. Có nghĩa là đáng lẽ là có 73.683.000 thôi mà anh làm tròn luôn là 73.700.000. Anh sẽ đưa tiền mặt cho em ở đây, còn lại là anh giữ là 250 triệu. Cái khoản tiền này anh là giữ cho em, nhưng mà cái người gửi đó là Mạnh Thường Quân, họ là cái người quyết định khi mà tới cái giai đoạn trao cho em hết cái khoản tiền đó nha. Yeah. Ok. Thật sự á, là cái người giữ tiền á, áp lực lắm, em nói thật cái chị Bình, áp lực lắm. Mọi người thường thường nếu mà Mạnh Thường Quân ở trên kênh mà đồng hành cũng Gu Hút lâu á thì thường thường liên hệ Gu Hút hoặc là anh Duy đó, thì mọi người cũng biết ai cần thì sẽ gửi cái số điện thoại cho của những cái người cần giúp á, để tiện cái việc mà trực tiếp luôn cho nó dễ, khỏi qua trung gian. Mình nói thật đó mọi người, giữ tiền đó, nó có nhiều cái lắm. Mình cũng biết là trong video này mọi người sẽ cũng có những cái kiến là sao mà lại đáng lẽ là trao cho người ta mà sao lại giữ tiền, rồi sao lại cái này cái kia. Nhưng mà thật ra một cái điều là mình muốn tốt cho những hoàn cảnh và mình muốn cho cái video nó trọn vẹn nhất có thể. Khi mà mình giúp một người nào, mình giúp được người nào ha mọi người. Rồi đây là cái khoản tiền 73.700.000. Rồi tiếp tục, hồi nãy là anh đọc thì bây giờ em đếm nha. 73.700.000, còn lại 250 triệu anh sẽ giữ cho em. 73.700.000, thôi để nhờ chị Bình đếm đi cho nó dễ. Chị đếm giùm em. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu, 15 triệu, 16 triệu, 17 triệu, 18 triệu, 19 triệu, 20 triệu, 21 triệu, 22 triệu, 23. Khi nãy mà đếm tới 24 triệu hai chị Bình, hơi bị gián đoạn chút xíu, nhờ chị Bình đếm tiếp giùm nha. Dạ, tiếp tục nha con. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73 triệu 700 ngàn đồng. Rồi. Rồi bây giờ tới em nói những cái gì mà con em từ ở cái những gì suy nghĩ của em nói ra, ví dụ như là từ khi mà em lên trên đây em gặp anh Thọ rồi không có nghĩ là mình sẽ gặp những cái điều may mắn gì, những cái gì đó em nói ra rồi em cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều anh nha. Dạ. Nói đi. Cứ dạ. Nói những gì mà em suy nghĩ. Dạ thì thứ nhất là em cảm ơn anh Thọ, anh Sinh, đi cảm ơn cô Bình, đi cảm ơn Mạnh Thường Quân cũng hỗ trợ cho con để có tiền để trị bệnh. Thì với số tiền 323 triệu này thì con sẽ sử dụng vô mục đích là để trị bệnh. Rồi nếu mà trị bệnh hết thì con, nếu mà còn dư thì con sẽ giống như là để giống như cưới vợ hả? Không có, giống như là làm ăn tổ bốn làm dạ, ăn. Dạ, đúng rồi. Rồi con cảm ơn. Dạ. Rồi, rồi sẵn đây anh tiếp lời như vậy nè. Rất nhiều cái cơ hội sẽ đến với em, rất là nhiều người đã bàn tính với lại anh về cái tương lai cho em. Dạ. Nó chủ yếu là cái thời gian mà em điều trị bệnh rồi tất cả các thứ thôi, thì sẽ có những cái định hướng tương lai cho em. Dạ. Kể cả có những người anh Thọ, có những người đã cũng nói là sẽ tạo điều kiện đưa Hiếu qua bên nước ngoài để mà làm việc. À, những cái nước châu Á nha. À, cái này tốt nha. Những nước châu Á. Là cơ hội chỉ có một lần một lần thôi. Dạ. Và còn những cái điều bất ngờ nữa nhưng mà anh không chưa nói với em, anh chưa nói muốn nói giờ này, tại vì thì chỉ là truyền miệng và những người đó thì chỉ cũng lại nói với mình thôi, mình không dám chắc gì điều cho Hiếu. Dạ. Nhưng mà định hướng về cái việc làm cho em là có. Là vậy. Rồi, nói chung là vậy đây nghe Hiếu. Dạ. Trong cái sự nói chung trong cái sự mồ côi của con đi. Dạ. Nhưng mà vẫn có những cái tấm lòng, rất là nhiều cái tấm lòng của cô chú, anh chị em Mạnh Thường Quân luôn hướng về con. Cho nên là từ những cái tấm lòng đó, con cái thứ nhất phải trân trọng sức khỏe của mình. Dạ. Thời gian này bây giờ là con có tiền rồi, con đừng có suy nghĩ lo gầu về vấn đề tiền bạc trong vấn đề trị bệnh của con. Dạ. Mà con nên chuyên tâm là ăn uống, nghỉ ngơi, rồi đặng để có sức khỏe để mình vô thuốc. Ừ, điều trị xong phát đồ thì con sẽ quay lại với gia đình, với xã hội và đi làm việc giống như chú Sinh nói vậy đó. Dạ. Đó là một cái tương lai tốt đẹp của con. Con cố lên nha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Với lại cảm ơn anh Thọ nha. Dạ. Anh Thọ. Dạ. Cảm ơn anh Thọ nhiều. Nhờ anh Thọ mới có tiền thì. Dạ, dạ. Chú Sinh quay chứ như chú Đạo vậy. Dạ. Qua đây cũng cảm ơn rất là Mạnh Thường Quân đã luôn theo dõi và ủng hộ Hiếu trong những ngày qua. Và Hiếu hồi nãy giờ cũng ngẹn ngào, cũng nói lời cũng chẳng biết nói sao. Thì cũng thay mặt Hiếu chúc cho đại gia đình mình thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài và có thật nhiều tiền để giúp đỡ những nạn nhân như Hiếu này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mình cô rất nhiều. Và Hiếu hồi nãy cũng có nói rõ là một câu là em cảm thấy số tiền đã đủ, thì em nói xin mình thằng Quân là em không xin nữa để cho nhiều người mua khác đi. Yeah. Bây giờ con có cảm thấy con cô đơn không? Thì con cảm thấy có mọi người yêu quý con, mọi người quan tâm con. Rồi có còn thấy cô đơn và thấy buồn không? Dạ không. Ok, vậy là dạ, tốt rồi. Thì chú Họ nói thì con cũng xin dừng. Không, chú Thọ không nói nãy là ý kiến con, nhưng mà nói chú Thọ nói nghe đó là con còn thấy đủ chưa chứ chú Thọ nói được. Thì theo như nếu mà số tiền vậy thì con thấy đủ. Con xin không có xin nữa. Con để cho những người giống như bất hạnh hơn con để người ta được cũng như con. Đúng rồi.
Mà thật sự từ hồi trước tới giờ cô đồng hành với kênh Lô Phước, cô cũng chưa từng thấy từ trường hợp nào mà được ưu ái như con như vậy đây á. Dạ. Ừ. Cho nên là từ những cái việc đó con phải trân trọng, thấy hiểu ha? Dạ. Tôi cũng nhắc lại số tiền con làm sao sử dụng đúng mục đích gì chữa bệnh. Ừ. Còn tất cả số tiền này không sử dụng vào mục đích gì khác ngoài chữa bệnh nữa. Dạ. Ví dụ như quê có vấn đề gì đi nữa thì con số tiền này còn không thể sử dụng vào mục đích đó được nữa chưa? Dạ. Tất cả số tiền này mạnh thường quân gửi của con là để chữa bệnh thôi, con nghe cho rõ kỹ đó. Đừng để mạnh thường quân thất vọng. Có những trường hợp là ví dụ như là đầu tiên thì không có gì á anh Thọ, sau khi mà dính líu tới tiền bạc cái bắt đầu là người nhà người này cái kia rồi sửa nhà cái này cái kia rồi tranh chấp cái này cái kia, cái đó là nó chuyện cái chuyện thực tế. Nên là cái việc mà anh làm có anh làm đây, anh thật sự anh không có nói có kinh nghiệm, nhưng mà đó những cái đó nó đã anh đã trải qua rồi, nên là anh sẽ cố gắng sắp xếp và giúp đỡ cho những cái người ví dụ như em để nó trọn vẹn nha. Yeah. Ừ, trọn vẹn rồi. Sẵn đây thì trước khi kết thúc cái video đây, mình xin cảm ơn tới mọi người rất rất là nhiều. Mình không nghĩ là cái tấm lòng của mọi người dành cho Hiếu nó đậm sâu và cái tình cảm nó rất rất là nhiều luôn. Hồi nãy mình cũng có nói với chị Bình, rất là nhiều cô chú anh chị ngành nghề khác nhau, nhưng mà bỏ cái đồng tiền ra để mà gửi cho Hiếu, mong những cái lời chúc, cầu những cái lời chúc cho Hiếu, thì mình cũng gửi cái lời chúc cho mọi người được cái sự bình an, sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Thôi mình tạm kết thúc cái video ở đây ha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Những ai mà chưa đăng ký ở trên kênh đó thì hãy nhớ bấm like, đăng ký và chia sẻ để mà GoFood để tiếp tục động lực. Anh quên nữa, có một cái chú kia, chú gửi tặng cho em một ký lập xưởng. Yeah. Một ký lập xưởng mà anh đây. Không biết là mình còn nhớ tên anh này không, rồi sẵn là mình gửi cho Hiếu luôn nha để mọi người chú này xin phép là một chú ở Nha Trang ha, tặng cho Hiếu một ký lập xưởng ha mọi người. Thì con sẽ gửi cho Hiếu một ký lập xưởng sau ha chú. Dạ. Thôi mình xin phép là mình kết thúc cái video ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mong mọi người hãy để lại phần bình luận và ý kiến ngày hôm nay để mà GoFood sẽ có cái hướng tốt hơn nữa ha mọi người dành cho Hiếu. Cảm ơn mọi người. Xin phép được tắt máy ở đây.